Rồi được rồi nhỏ ơi, tới rồi. Để anh đi lên. Đây. Ô giật giật. Mưa quá các bạn, trời đang bão, bão 14 hả nhỏ. Đây đây đây, anh kéo qua đây ha. Đây. Em đâm cái đầu qua lên. Rồi. Ui, ướt hết rồi. Xin chào tất cả các bạn. Hello mọi người. Nay bão 14, trời mưa quá. Tôi với nhỏ mới gỡ cái lú về. Mà do mưa quá nên là không có trên đường quay, không có quay chứ vậy xem được. Cái máy mình không có chống nước. Đây anh giữ cho, lên đi. Đây. Sách không phải lên nhé, biết đi. Mày đổ cây. Rồi. Bay là 1, 2, 3. Thôi thôi thôi, thôi đi từ từ. Bay té chân, té xuống cọc không. Mua mắc vỡ đây nè. Hôm nay được nhiều lương các bạn. Ba mấy cá sặc em để nó đi. Trời ơi, nhỏ ơi. Ui. Dạ dạ. Con này là bự nhất các bạn. Đã. Nhìn lương đã các bạn. Nhìn giống như kiểu kiểu rắn đó nhỏ. Bự ghê ha. Được mấy con? Nãy như 3 4 con rồi không? Cá kia nó vô nó quất anh nè. Thế sao không? Ui dồi ôi. Nước không ơi. Mày nhớ mày. Cá chê bỏ đâu ta? À nhỏ. Ui. Mấy cá chê để đâu? Chê. Bỏ đại bí đây đây ha. Cho ông lương đó. Cho ông lương ha. Cá sặc lát cá chiên ha. Sặc rồi cứ để qua lát rồi anh mừng mình chiên ha. Hello bác kia, anh quay mấy con lươn cho các bạn xem, nhìn đã lắm. Đây các bạn, lươn nay được nhiều lươn. Cua thì lại ít, cua được có mấy con à, lươn thì lại nhiều. Ủa bắt mấy cái chê, con cá chê trong đây là nhỏ, bắt cái cho vào trong cái cá sặc với cá rô luôn đi. Hồi nó tối mình mừng sau. Bắt được mạnh hay sao bắt. Ấy ấy từ từ. Được không? Hôm nay dì Phương bệnh rồi. Hôm nay dì Phương bệnh rồi các bạn, cho nên là mình lấy cái lương này mình nấu cháo dì Phương ăn. Ủa? Mà dì Phương mua thuốc chưa? Chưa hả? Để lát cháu lấy xe chạy ra ngoài mua cho. Sao rồi, thấy đỡ hơn chưa? Đi cảm ha. Mưa bão không? Ừ. Lội xuống bắt bông súng gì? Ờ, lội bắt bông súng, thấy con nhúc á, chậm nước với sông. À, để lát cháu nấu cháo cho. Kêu... Nhỏ ơi. Lát em chạy ra ngoài mua thuốc nha. Còn anh lát anh nấu cháo lương. Tại bạn có sao không? Trời mưa mà mình cứ dầm xuống dưới nước như này nè. Làm cả ngày á, cho nên là bệnh luôn. Nên làm rau nó cực như vậy á. Ui. Lạnh quá. Cứ người đi tắm đi. Nhem thì nhem. Mà thôi, chạy đi mua thuốc đi cái thẻ người rồi tắm nhỏ ơi. Lên rồi đây đi. Đổ cái da gà. Rồi ngon á, cháo lương ngon á. À tôi cũng bệnh luôn chứ không phải gì đâu. À sẵn tiện clip này, mình muốn thông báo cái gì á? Dạ gà à, rồi. Sẵn clip này mình muốn thông báo với tất cả các bạn là sắp tới mình sẽ về Tây Ninh để mình quay những phong cảnh đẹp nhất, những
Nói chung là có rất nhiều bạn kêu là Tây Ninh rất là đẹp. Nên là mình muốn về đó mình quay rồi để giới thiệu, cũng như là giới thiệu với tất cả tập đoàn Góc Chia Sẻ luôn. Và Tây Ninh, những địa điểm, núi Bà Đen, rồi cái gì xong vậy ta, ma ma gì quên rồi. Cái gì mà, cái gì... Nhiều lắm, để đâu. Nói chung là nhiều nhiều cảnh để mình quay lắm, rồi để giới thiệu với tất cả các bạn. Nên là nếu có bạn nào ở dưới Tây Ninh mà có thời gian rảnh và biết được nhiều nơi thì nhớ comment phía dưới. Nhớ comment phía dưới để mình sẽ liên hệ với các bạn để mình về dưới mình quay. Rồi, em để ở đi, em đi mua thuốc ở dì Phương đi. Để lương lát anh làm. Đường trơn đi từ từ thôi. Mặc áo mưa vô kìa. Em mặc áo mưa, cái nón lá đội lên. Thôi video mình xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp các bạn trong video sau. Áo ngựa công ơi. Nếu các bạn thấy hay nhớ like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Mình với lại nhỏ xin chào và hẹn gặp lại. Quay vậy nữa. Rồi, tất cả các bạn. Bye bye mọi người.